bên trong của cái lồng lồng giặt nè. Quá khủng khiếp. Đây biểu sao mà giặt đồ nó không dơ không ngứa các bạn. Đây các bạn. Cái máy giặt mà giặt trên cái quần đen à, giờ nó dơ quá các bạn coi nè. Giặt xong mà phơi xong nó vậy nè. Dơ, rất là dơ rồi. Cũng lâu không có vệ sinh được không? Vệ sinh cái máy giặt á. Hôm nay mình quyết định mình vệ sinh cái máy giặt luôn, máy giặt của mình nữa các bạn. Để bên ngoài khá là bụi luôn. Đây các bạn. Nó dơ lắm các bạn. Thôi máy giặt nè. Hôm nay mình tiến hành vệ sinh cái máy giặt này nha. Này về máy giặt Samsung luôn. Rất là dơ luôn nha. Ok. Đây các bạn. Giờ cái máy giặt mình đem ra trước. Giờ mình tiến hành tháo nó ra nha. Cơ bản là mình thấy rất dơ. Rồi thì mình tháo tiếp nha. Cho các bạn xem. Quá dơ luôn các bạn, coi nè. Chứ chịu không nổi. Đúng kịch ký đất trong đây các bạn. Mình dùng cái điếu mười các bạn. Đây các bạn. Để xem nè. Rất là dơ luôn. Dùng cái điếu 36 nha. Không có cây súng này cũng mệt mỏi á. Cảo xong rồi con. Cái cảo rất ốc luôn các bạn. Bên trong của cái lồng lồng giặt nè.
quá khủng khiếp. Đây biểu sao mà giặt đồ nó không dơ không ngứa các bạn. Đóng lớp 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 trong đây. Còn đây là xung quanh của cái lồng giặt của mình luôn á các bạn. Hai một quần rồi không vệ sinh được. Quá dơ. Nó đóng. Đất nó đóng. Đây. Đây sẽ dưới quá dơ các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vệ sinh luôn. Nó hơi cứng các bạn. Đây là mình phải tháo trước rồi xong mình mới dặn có quay cho bạn xem được. Thối rất là thối luôn các bạn. Nó là nước nó ra nè. Nó bị ám cái màu luôn mà không ra, để mình vô lấy cái bùi nhùi mình chà thử nó ra. Đây nó có ám cái màu gì màu xanh xanh ra nha các bạn. Tại vì xịt vào áp lực không, nó không ra hết được các bạn. Còn cái màu xanh xanh, ra luôn các bạn. Ra luôn các bạn.
xong các bạn ơi, giờ mình sẽ ráp lại nha. Ráp lại thì mình sẽ quay nhanh, tại vì nãy tháo ra sao giờ ráp ngược lại vậy thôi. Xong các bạn, ráp lại hoàn chỉnh nè, giờ ráp lại cho nó chạy là xong. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của Echo Huỳnh nha. Chúc các bạn thành công.